nay mình sẽ chỉ các bạn vẽ một con rắn hổ mang nhá. Đây. Hổ mang là dành cho con nít nên mình không có vẽ giống thật. Nhà ai có con nít cho nó vẽ như thế này nhá. Mình sẽ vẽ một con rắn hổ mang. Đây cái mang của nó nhá. Đầu này. Vẽ con mắt. Con mắt có vẻ ép nhỉ. Mà cái này mình vẽ thôi à. Đấy. Đây là cái bàn man nhá chưa. Đấy xong rồi đấy. Đây là rắn hổ man nhá. Đây là dạy cho bé 5 hay 4 tuổi, 1 tuổi gì đấy vẽ. Đây, cách vẽ rất là đơn giản thôi nhá. Đấy, mọi người chỉ cứ vẽ như thế này thôi. Đây, mình sẽ vẽ lại một lần nữa nhá. Ngoằn nghèo này. Chưa mà nó bị đánh này cho nên lấn cái con bên trên kìa. Nhưng mình sẽ vẽ cái man nhỏ lại. Đây cũng có thể làm ý tưởng cho một con rắn hổ mang con đấy. Chưa. Mắt. Chưa mắt khó nhìn không có rõ. Đấy. Hai con rắn hổ mang. Này. Hồi nãy trước khi làm video edit cho các bạn thì mình cũng có vẽ một con bên đây rồi này. Con bên đây thì có vẻ đẹp hơn đấy. Đây vẽ thêm một lần nữa nhá. Đấy. Đây nhá. Vậy là mình vẽ 4 con rồi. Thôi chào các bạn nhá. Bye bye. Video này dành cho con nít nhá. Bye bye các bạn. Lần sau mình sẽ làm YouTube nữa.